Đàm Tùng Vận, cứ cố gắng hết sức, dù có xuất phát muộn rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đàm Tùng Vận là một trường hợp khá lạ ở Cbiz, vào nghề muộn không dùng trêu trò, chẳng đi theo hình tượng trưởng thành nhưng vẫn cứ được khán giả yêu thích. Thành hách tuổi của phim Hoa ngữ. Năm nay Đàm Tùng Vận đã ngoài 30 tuổi, cô sinh năm 1990, nhưng vẫn hóa thân cực ngọt vào vai nữ sinh 16 tuổi Tiêm Tiêm, ở lấy danh nghĩa người nhà. Không có ai thấy lấn cấn khi Đàm Tùng Vận đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường, trở thành những cô nữ sinh lì lắc đáng yêu lúc ngổ ngáo lúc ngây thơ, nhưng sẽ bộn phần bối rối về mối tình đầu. Đàm Tùng Vận hách tuổi thần kỳ một cách, nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ hơn tuổi, với đôi mắt to tròn. Nhưng một phần nữa là do chính tính cách hồn nhiên của Đàm Tùng Vận. Trên trang cá nhân, trong khi các sao nữ khác sẽ đăng tải hình ảnh lung linh đẹp đẽ, được chỉnh sửa kỹ lưỡng thì Đàm Tùng Vận hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc nhí nhố và chẳng ngại làm xấu tự dìm hàng mình. Cô nàng còn chế ảnh chính mình cho các fan tha hồ bình luận. Đàm Tùng Vận từng khẳng định, cô không muốn lúc nào cũng phải là một người xinh đẹp hoàn hảo. Cô thích trở thành một diễn viên thân thiện gần gũi với khán giả, chứ không phải một ngôi sao đẹp đẽ xa vời. Xuất phát muộn, cỡ nào giờ cũng sẽ về đích. Khi Đàm Tùng Vận hồi 15 tuổi đã bắt đầu đóng phim nhưng mãi 15 năm sau mới được khán giả chú ý nhờ phim Thiếu Nữ Toàn Phong 1. Để rồi sau đó hàng loạt vai chính của các dự án phim tìm tới cô, có đôi mắt trong veo này. Nhiều sao Hoa ngữ đã gặt hái vô số thành công khi 25 tuổi, còn Đàm Tùng Vận mới vào vạch xuất phát, nhưng cô chẳng lấy đó làm sốt ruột. Cô cứ bình tĩnh tìm kiếm những vai diễn phù hợp với mình, tin vào cảm giác của mình mà chọn kịch bản. Nhờ ngoại hình không tuổi mà Đàm Tùng Vận được mời đóng vai nữ sinh đáng yêu ngây thơ trong Thiếu Nữ Toàn Phong, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Mùa Hè Của Hồ Ly, Từng Đóa Bò Sóng. Nhân vật cảnh trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta chính là đỉnh cao sự nghiệp của Đàm Tùng Vận. Bản thân bộ phim cũng được xếp vào hàng kinh điển trong dòng phim Thanh Xuân Vườn Trường. Cũng vì diễn quá nhiều vai trẻ trung nhí nhảnh mà Đàm Tùng Vận muốn tìm kiếm những nhân vật khác biệt, với mỗi vai diễn cô đều cố gắng hết sức mình. Nhưng dòng phim Thanh Xuân Vườn Trường luôn có nhiều điểm trùng lặp, nên Đàm Tùng Vận nỗ lực cách nào cũng không còn sự mới mẻ trong vai nữ sinh. Bản thân cô cũng mất dần cảm hứng với dòng phim này, đúng lúc ấy thì Cẩm Y Chi Hạ đã đến. Phim được quay từ năm 2017, đâu có ngờ đến tận cuối năm 2019 mới được lên sóng và nhanh chóng gây tiếng vang. Nói về 25 chờ đợi, Đàm Tùng Vận ban đầu cũng rất lo phim Cẩm Y Chi Hạ sẽ bị xếp khó mãi mãi, trong khi cô rất thích nhân vật Kim Hạ của mình. Cô đã nhiều lần hỏi biên kịch rồi nhà sản xuất và sau đó quyết định thuận theo số phận. Bởi có hỏi có sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì. Hãy tập trung cho công việc mới thay vì nghĩ đến những việc chưa biết kết quả. Đã làm gì hãy làm cho thật tốt. Đừng để vóc dáng nhỏ bé của Đàm Tùng Vận đánh lừa bạn khi cô gái này sở hữu trí hơn người. Đàm Tùng Vận từng theo học trường vũ đạo Từ Xuyên với chuyên ngành múa cổ điển. Chỉ 2 năm miệt mài tập luyện, chịu đau đớn hơn người khác mà cô đã giành giải cao trong một cuộc thi múa, đã từng được chọn vào đội múa biểu diễn ở lễ khai mạc Thế vận hội năm 2004 ở Bắc Kinh. Khi quyết định theo nghiệp diễn xuất, Đàm Tùng Vận cũng quyết tâm thi đỗ vào Đại học, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong những trường nghệ thuật danh giá nhất cả nước. Điểm đến mơ ước của bất kỳ người Trung Quốc nào muốn trở thành diễn viên. Đàm Tùng Vận là như vậy, hễ làm cái gì sẽ chuyên tâm cố hết mình. Vai diễn dù nhỏ hay lớn, phim đầu tư hoành tráng hay điều kiện khó khăn, thì đã nhận lời đều dốc lòng dốc sức.